Xin chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người ngày mới thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Hôm nay Xuân Thiều đang có mặt chỗ nhà em gì rồi cô bác ạ. Đó, ở trên vùng cao này tối hôm qua đã có một cái hiện tượng thiên tai rất là nguy hiểm. Đó là có dông lốc xoáy cô bác ạ. Nhà em gì thì cũng nghe nói bảo là bị cây gãy đổ vào nhà cô bác nhé. Xuân Thiều cũng vừa mới vào đến đây. Nhưng mà vào đến đây thì có một cái khung cảnh hết sức là đáng buồn cô bác ạ. Đây cô bác cũng thấy đây, ngô của bà con đây. Hôm qua có một cái trận cuồng phong lốc xoáy. Nó đổ dạt hết xuống thế này cô bác ạ. Đây. Đó. Ngô gọi là khắp cái khu vực này, nghĩa là cây nào chỉ cần ngoi ngoi lên được là đá đổ dạp hết xuống rồi. Đấy, may là còn nhỏ thế này vun lên thì nó còn đứng lên được các bác ạ. Nếu mà ít nữa ra thì nó to mà nó như thế này thì nó sẽ gãy gốc hỏng hết. Đấy, cả một cái khu vực như thế này là cây ngô nó đã dạp đổ xuống hết rồi các bác nhé. Đấy, một cái hiện tượng thời tiết cực đoan, sau mấy ngày nắng nóng gay gắt là đã có một cái sự xảy ra là lốc xoáy, mưa gió rất là mạnh luôn. Từ ngoài đường vào trong này thì rất nhiều những cái ngôi nhà của bà con đã bị tốc mái hết cô bác ạ. Đó, rất nhiều những cái ngôi nhà của bà con tốc mái rồi. Đây có lẽ là một cái thiệt hại rất là lớn cho bà con ở trên vùng cao này. Với một cái khung cảnh rất là đáng buồn cho bà con. Cả cái khu vực này hầu như là đã dạp cây ngô xuống hết rồi đấy cô bác này. Đó. Cả cái khu ngoài kia nữa. Nói chung là cái khu vực này cái cây ngô nào nó lên được cao tốt một tí là hầu như là đã bị đổ xuống hết. Đấy, còn nhà em rể hình như thấy bảo là bị đứt dây điện với lại đổ cây. Đây nha cô bác, hai cái cây này đang gãy ngọn rồi đây này. Đó. Nói chung cái công trình này mấy hôm nay thợ đang làm cốt pha để mà chuẩn bị đổ dầm răng khẩu đã ghép đi rồi. Này, cây gãy đây này. Ờ xin chào. Tình hình như thế nào lắm rồi? Hơi buồn á. Hôm qua ở đây mưa gió kinh khủng lắm à? Hôm qua thì sau một cái cơn mưa lốc xoáy thì cho qua thì là để lại rất là nhiều những cái hậu quả cho bà con. Nên là phải nói là cắt nhà ấy, cũng chạy tóa loạn hết cả lên. Cắt nhà chạy tóa loạn á? Vâng. Nên là phải nói là rất là khủng khiếp, không rất là sợ, đáng sợ luôn. Không dám mà ở trong nhà. Ồ. Đấy. Thế thì bảo hai cây này bị gãy đổ vào nhà. Hai cây này bị gãy sao là đổ vào kia góc bên này anh ạ. May mà mình chưa làm lên cái nhưng máy. Nhưng có làm sao không, có bị đổ tường hay gì không? Không không bị gọi là làm cho những cái cốt sắt này mà các bác đã làm cái dàn ấy. Là con bị méo hết. Méo hết, đổ xuống hết à? Vâng, đổ xuống hết. Sáng nay là ở dưới này là đầy những cái cây ngọn cây luôn. Nên là sáng nay phải huy động ngừa mà dọn đi ấy. Oh. Vẫn còn những cái cây tưa vẫn chưa dọn đi. Để cưa hết đây này. Cái cốt sắt này. Cái này nó bay hết cả cái sắt này ra cơ. Nó bay hết cái cốt sắt này ra. Cái sắt này là bác thợ là làm vào hết rồi đúng không? Làm vào hết, với lại cũng ghép cốt pha vào hết rồi, nhưng mà bay những cái cốt pha này cũng bay hết. Ui sợ quá nhỉ. Cái này may còn chưa làm hoàn thiện xong cái ngôi nhà, nếu mà lợp lên mà nó mà đổ thế này đúng là đi cả một cái mái nhà luôn. Vâng, sợ quá. Do là từ trước tới giờ thì sau những cái đợt không có mưa thì sau một cái trận mưa thì rất là nguy hiểm. Đây này, hai cây này bị gánh ngọn xuống à? Vâng, hai cây này gánh ngọn xuống anh ạ. Những cây này trước anh nó bảo cắt nó đi, sao lại không cắt nó đi, để thế này nguy hiểm quá. Cái cây này không ấy thì cắt nốt đi. Vâng, trước thì cũng tỉa những cái cành hết rồi, nhưng mà kiểu là mùa hè thì là những cái cây này nó sẽ lên nước hết thì là rất là dễ bị gãy xuống. Đây à? Vâng. Nên là đổ hết cái ngọn này xuống à? Vâng, đổ hết cái ngọn này anh ạ. Sợ quá. Dọ san được một đống bên kia. Ồ. Và nói cho là những cái đường đi lại cũng bị ủng tắc hết. Ủng tắc á? Vâng. Cái nhà dưới có sao không? Nhà dưới thì cũng cái đầu hồ bên kia, cái máy bên kia ấy, cũng bị bay những cái viên ngón là tông tuế hết. Tuế thức cái dây điện. Vâng. Này dây điện này là kéo về nhà dưới à? Vâng, dây điện này kéo về nhà dưới này là bị đứt hết luôn anh ã. Đứt à? Vâng. Bây giờ đang sửa. Bây giờ em đang kéo cái dây điện ấy. Vâng. Ví dụ cái này cái sắt con pha làm thợ nó làm xong hết rồi à? Thợ làm xong hết rồi. Mà hôm qua là đập xuống nó còn sập hết cả cái sắt kia ra như thế cơ. Vâng, hôm qua thì. Ui dù nguy hiểm nhỉ? Vào đập những kia. Ở cái chỗ này may mà vào chống hai cái cột, còn không như cái tường thì chắc cũng bị nứt tường luôn đấy. Nên là không sao, tường không sao là tốt rồi. Vâng.
hai cái cây tơ đông này gãy được cả xuống như thế cơ. Chứng tỏ nó gió mạnh từ ngoài huyện vào đây, có bác ạ, từ ngoài huyện vào đây. Ở những cái dãy đường, những cái nhà bà con hầu như là rất nhiều nhà bị tốc hết mái. Đấy, đây có lẽ là một cái hiện tượng thời tiết cực đoan rất là nguy hiểm gây ra cho bà con ở trên này. Cái đấy thì vòng ra hẳn cái cây còn cho vào đấy làm cái gì, cái cây này mai mốt cắt đi thì nó lại đổ vào đấy à? Mai mốt cũng cắt đi từng đoạn anh ạ, do cắt là từng đoạn, nhưng mà bây giờ là đừng xuyên các khe kia nữa, xuyên các khe kia nó lại vướng. Cho vòng hết xuống dưới đi, xong rồi để tí nữa cho nó đổ xuống phía nào cho nó khỏi vào cái dây điện. Bây giờ cho vào cái khe hai cây kia thì nó sẽ mình cắt nó sẽ bị ấy hết. Vâng. Bị vướng vào cái cây dây điện hết. Vâng. Đấy, cả cái cây trên tre này hôm qua cũng mới đổ xuống à? Vâng, đổ hôm qua đổ xuống anh ạ. Vâng. Dây điện này là về nhà dưới à? Dây điện này về nhà dưới anh ạ. Ồ. Mấy ngày hôm nay là thợ có, hôm nay có ai đây không? Có, hôm nay có hai bác thợ vào đây để đan lại cái sắt ấy. Đan lại sắt á? Vâng, làm lại cái sắt. À, đang làm kia. Vâng. Thế là lịch là hôm nay đổ hay sao đúng không? Ôi dồi, cái này chống kinh khủng khiếp này cơ. Các bác thợ cũng chống hết những cái dàn rồi. À, cái này là bắt đầu là vào đổ ấy chứ. Vâng. Hôm nay nữa ngày mai rất là vào đổ. Nhưng mà bây giờ là nó hỏng cái góc kia là đang mới sửa lại, góc kia đang sửa đúng không? Vâng, đúng rồi. Ôi dồi. Cô bác, cái công trình nhà em gì ấy chứ? Cũng khá lâu rồi anh em đi bận đi chia sẻ những hoàn cảnh khác thì Xuân Thiệu cũng chưa quay trở lại đây để cập nhật cái tình hình. Cũng chỉ biết là mấy hôm nay em gì thông tin lại cho Xuân Thiệu là anh em thợ đang làm cốt pha để chuẩn bị giằng khẩu. Giằng dưới sang giằng trên, nó làm cái này nó mất rất nhiều thời gian luôn. Tại vì là cái tầng dưới này, cô bác ạ, tầng dưới này thì cũng giằng theo cái kiểu coi như là thành những cái dầm giằng này rồi. Đấy, bây giờ thì cũng phải giằng hết như là ở tầng trên như này nữa để nó kéo hết những cái gông hết những cái tường với lại những cái đầu của hiên kia vào với nhau để nó mới có được một cái độ kết cấu ấy. Đấy. Nhưng mà hôm qua thì em bảo là có một cái hiện tượng thời tiết rất là cực đoan. Đấy. Như nhà em chờ ở trên kia là chắc là bay hết rồi. Nhà em chơi, nhà anh chơi thì bay hết luôn anh ạ. Bay hết luôn à, để vâng. Tí nữa anh em sẽ lên trên đấy để mà cập nhật cái tình hình lên cho mọi người cùng biết các bác. Xuyên qua đấy á. Vâng. Đấy, cả cây tre này cũng đổ. Kéo kéo, anh ngã. Cái đấy treo lên đỉnh ngọn cây á? Vâng. Xe để cái thang hay cái gì vậy mà treo lên nó có phải dễ hơn không? Em kéo lên cao để nó đây này, cái ngô này đổ hết đây này. Cái ngô này không biết là của nhà nào. Cái này nếu mà nó cao thì chắc là gãy gốc hết đấy nhỉ. Cái này may mà còn như thế này anh ạ. Nếu mà cao lên nữa thì bị gãy hết phần ngọn luôn. Gãy hết phần cái gốc kia là không làm gì được. Hôm qua ở đây thì cũng có cả mưa đá, nhưng mà mưa đá là hơi nhỏ. Cũng có cả mưa đá. Vâng, nhưng mà mưa đá thì không đá kể anh ạ. Vâng. Những cái cây ở gần nhà này rất là nguy hiểm đây này, kể cả cái cây này nữa này. Cái cây này nếu không ấy thì lên tỉa cái ngọn đi. Vâng. Đấy, kể cả mấy cái cây thông ở đằng sau nhà kia, cái cây thông này bản chất của nó cái gỗ nó rất là mềm. Mỗi một cái trận gió lốc như thế là nó rất là nguy hiểm, nó đổ vào nhà. Đấy, cũng may là cũng chưa lợp mái nhà lên, nhưng mà lợp mái thì hôm qua này chắc là đi một hẳn một cái mái nhà luôn. Vâng. Lại không biết là lấy cái gì mà sửa chữa. Đó. Đây cắt điện chưa? Dạ em đi ngắt rồi anh ạ. Phải ngắt điện thì mới hăng kéo, không này nguy hiểm lắm. Là cái móc. Vào cái móc cái đó. Đấy, chọc cái kia nó vượt sang cũng được. Vâng. Tối hôm qua lúc nửa đêm thì ở ngoài thị trấn cũng mưa gió lắm, mưa to rầm rầm luôn. Trong đây chắc đâu 11 giờ hơn gì.
Đề phòng cua lúc đang như thế này thì nghe ở bên ngoài thì hầu như là cái gì cũng hỏng hết bay hết. Cây que các kiểu gãy rạt xuống hết đúng không? Đấy, cái chỗ này đã hỏng hết cây ngô rồi, thế này gãy hết rồi. Ồ, cái gốc này là bị rách tay tôi hết thế này à? Vâng, cái gốc này là bị rách hết luôn. Cái thầu ông hôm qua thì cũng bị bay đi rồi. Đâu? Cái thầu này hôm qua là bay hết xuống dưới kia, sao là những cái cầu, những cái cầu này thì nó bay tung tuế ở đây này. Đây với còn một cái miếng sắt ở đây. Ồ. Đây là những cái mật, cũng bị chảy hết rồi đây. Chảy hết hả? Vâng. Ôi dồ. Không cái... biết là con chúa còn còn không á? Nhưng mà còn quân không? Quân thì vẫn còn như ít lắm, chết một nửa rồi. Chết một nửa? Vâng, lúc tạnh mưa xong thì em mới thấy là bay sang bên kia. Em còn không... Cái thùng ong này mà bay đi được á? Bay đi được, cái thùng này bay tích ở dưới kia. Thế cửa? Còn những cái sắt thì nó sẽ tông tuế ở đây. Vùng vãi ra hết. Vùng vãi ra hết. Trời ơi, cái thùng ong này mà cũng quấn bay đi được thì đúng là cũng... Không biết là cái chúa còn không? Đây này. Cái con này vẫn còn những cái con chết này. Đây này. Em nhả lại về chết hết đây. Đây này. Bị những cái chó này bị vớ hết. Nó lăn đi à? Nó quay nó lăn đi à? Vâng. Hết quân rồi hay sao ấy? Hết quân rồi. Nên là em nghĩ là con chúa cũng chắc cũng không còn nữa. Đây này. Cái này chết hết rồi. Đây này. Đấy. Hỏng rồi. Ôi giời, vẫn còn đầy mật kia. Đầy mật với lại dính hết đất đấy. Đây này, cái này là mật đấy. Mật đấy, cái này bì này hết rồi. Nhưng mà bay được cả cái thùng này đi cơ. Vâng. Em để thế nào mà nó bay đi được? Em để vấn đề đây. Em để đây hôm qua kê mấy hai cái hồ đá nữa nên là gió thổi không biết là kiểu gì rất là mạnh luôn lúc đấy. Ngay cả những cái vật gì mà nhẹ nhẹ thì nó có thể bay đi hết. Đấy. Thế mới sợ nhỉ. Bởi vì con tổ ong này mình cũng sẽ đặt để cái chỗ thoáng ấy. Nên là bay đi hết rồi. Không biết là con chúa có khi không còn nữa. Như này những cái cuôn này thì mình cũng để xa một tí, để gần nhà sẽ nó đốt cả nhà đấy. Không sợ đâu. Nhưng nó tìm con chúa này nó sẽ nó lấy tinh hết. Đây này, cái này là hôm qua mới ra chúng ta tua xuống này. Vâng, hôm qua mới đâu đâu thế thì cái chỗ nào bay? Ở góc đầu hồi bên kia cũng bay hết đây. Hồi kia, hiểu cái này. Đây này, những cây chuối hôm qua đổ hết hai cây cây chuối luôn. Đây, cho sáng nay chặt về cho con bò đây này. Những cái ngọn cây kia cũng bay đi hết. Đâu? Đổ hai cây đầu to này. Rồi là những cái cây kia gãy ngọn rồi. Vài gãy ngọn. Sợ nhỉ? Này thì cái bàn này nó không không ấy thì không tính rồi. Vâng. Thế còn cái dây điện này ở đâu ra thò ló này? Dây điện này kéo lên trên kia để các bác thợ là cắt sắt. À, thế là kéo từ đây từ nhà lên trên kia. Vâng, nên là hôm nay là không có điện nữa. Hôm nay là mất điện à? Vâng, hôm nay là mất điện. Vâng. Ôi dồi, đây. Bay cái này à? Đây cái chỗ này bay hết. Đây là hôm qua là vợ chồng là không ngủ được. Thế chạy đâu ngủ? Hôm qua là em ôm đứa lớn này, là vợ ôm đứa nhỏ này, là hai vợ chồng là chạy. Có ôm hai con đầu va chạm vào nhau, con ngồi khóc tông tuế lấy hết cả lên. Vâng. Thế là bay cái ngó xuống đây à? Đây vâng à? Bay ngó hết xuống dưới này. Bay vỡ đây à? Vâng. May không vào người, nhưng mà cái chuồng bò này nó thấp hơn là không có gì. Vâng, cái chuồng này thấp hơn nhiều. Dạ quá nhỉ. Bên này cũng bay đi hết. Bên này cũng bị à? Vâng, bên này cũng này cái chó máy chính ở trên kia nó cũng bay đi hết. Cái máy nhà chính kia cũng bay hết à? Đằng sau kia cũng bay đi hết luôn. Sợ nhỉ? Vâng. Ở phía bên này, góc bên này cũng bay đi. Phải nói là cái chó nào bay được thì nó bay đi hết. Chó nào nghĩa là chó nào bay được là bay. Vâng, kìa cái chó nào cái kém á, nó sẽ bay đi. Bác thấy nó thổi không? Đây. Này. Đây, cái chỗ này cũng bay đi hết. Chỗ này ở hết đâu nữa? Vâng, cái chỗ này cũng bay đi hết. Ở trên kia cũng bay đi một viên nữa. Kia một viên, ở đây một viên. Vâng. Nhưng mà có viên ở trên kia không biết là bay đi đâu, không tìm được. Xa lắm rồi. Cái này hôm qua chả ướt hết nhà. Hôm qua là ướt hết trong nhà là bê bếp luôn này. Nên là có sợ là bay nữa ấy. Viên này không biết là bay từ đâu về đấy cả. Rơi kia xuống. Vâng. Nhưng mà viên này vẫn còn dùng được. Cái này đây, ngoài bò là bay ở chỗ này xuống. Vâng. Cái này đúng rồi, sợ nhỉ. Hôm qua vừa mưa vừa gió. Thế cả nhà hôm qua đi đâu ngủ? Ủa hôm qua chu vào trong gân dừa của bố mẹ với lại ở chơi gắt ấy. Có cái gắt ở chơi thì có cái sàn nhìn nhiều thì mình chu mình ở dưới cái gắt bếp ra. Thế cả nhà chui vào dưới gắt bếp ấy. Đúng rồi. Nên là phải ngồi thôi, không dám ngủ. Không dám ngủ. Phải ngồi luôn.
Lúc 3 giờ sáng luôn, 3 giờ sáng thì bố mới bảo là mệt lắm rồi, về không ngủ. Bố mẹ chui đâu? Bố mẹ là lại ngày mai mà cái giường của bố mẹ là không bị bay cái viên nóc ấy. Thế mấy nhà bên kia, nhà bà ca, nhà chở có ai bị sao? Và nhà bà ca cũng bị nữa, nhà bà ca thì phía bên này cũng có một cái ngộ cây không biết là bay từ đâu vào nữa. Bay từ xa xa về ra là vào trống một cái mét tường đấy, nên là cả hai viên ngón cũng đi hết. Cũng vỡ hết hai viên ngón. Và vỡ hết hai viên ngón. Còn nhà anh chở thì em cũng chưa kịp lên xem. Cũng chưa ai xem. Vâng. Bây giờ là cứ nhà nào khác lo nhà đấy đã. Đúng rồi. Chỗ này chưa ít phải bay tầm phải 2-3 viên. 4. Cái này là 3 viên anh ạ. 3 viên à? Vâng. À đâu, 4 viên đấy. 4 viên đấy. Vâng. Sợ chưa? Quá kinh khủng. Vâng. Thời tiết này. Ở nhà xem nào. Cái này cái chuối hôm qua gãy xuống đây à? Vâng, cái chuối sáng nay bố mình đi bắt về bảo là cho con bò ấy. Đến đây đồ. Nhìn với kia. Xin chào. Mấy cái cục khô góc như thế á? Vâng. Trời ơi. Để có cái góc bên kia là phải trèo lên trên góc mới nhìn thấy. Đây là cái góc trong kia là đổ hết à? Vâng. Rồi đây xem nào, xem cái chỗ này nào. Cái chỗ này chả ướt hết quần áo các kiểu à? Ướt hết quần áo luôn nên là bảo là hôm nay vợ giặt sợ là không là hỏng hết. Hỏng hết á? Cái chỗ này là cái chỗ bên này. Và đây thì có cái tấm bạt chè ở đây nên là mưa hôm qua là như nứt đổ độc vịt luôn. Đấy. Đây à? Vâng. Hôm qua thế ai ngủ đấy? Hôm qua là không dám ngủ luôn nên là dậy hết. Giường này giường của ai? Giường này giường của vợ chồng em ấy. Vợ chồng em ngủ đây á? Vâng, chuyển vào đây, ở ngủ ở đây. Thế là hôm qua là không dám ở trong này luôn. Đúng không? Không dám ở đây luôn. Sợ chưa? Những cái quần áo thì ướt hết luôn. Làm sao? Chân đi bóng rồi hả ta? Mua bóng. Trèo lên đây làm gì nhỉ? Hả? Đây là. Hôm qua là không dám ngủ là phải ngồi ở đây. Hôm qua là ngồi. Cả bố mẹ và vợ chồng là cứ ôm lấy ghế cho là ngồi đây. Ngồi đấu đây. Cả nhà ôm nhau ngồi ở đây. Vâng, nên là bởi vì bà con ấy thừa làm cái gắt ở trên này nên là có những cái sạt những cái gắt này ngang qua. Nên là bảo là ngồi dưới cái gắt này thì nó có đổ xuống thì nó đảm bảo hơn. Vâng. Ngồi rơi thì nó có cái sàn đỡ rồi, không qua người. Vâng. Nên là cả nhà không được phen hú vía. Vâng. Hú hồn hú vía. Hôm qua thì thôi, phải nói là sợ thật. Cứ như kiểu là những kia mọi thứ bên ngoài cứ nghe như kiểu là cũng bay vào nhà hết đấy. Rầm rầm cả nhỉ. Vâng. Sợ quá. Cái này gì? Còn đưa cháu gái cái trèo đến làm gì? Cái lắm ấy. Đấy, thấy không số được rồi. Kéo ngã nhá. Mày ấy. Các cháu ơi. Nhỏ tí đã thi nhau tập leo gác đấy. Cây lăng, cây lăng. Xuống đi, xuống đi. Ôi, cái nhà này còn tính sửa hay là tính dỡ hay như nào? Cái này thì bây giờ thì cái ở trên kia chưa làm được, chắc là phải lấy ngó đâu về để lập lên để mưa gió các thứ nó đỡ thôi. Vâng. Bây giờ thì nhà trên kia xong thì chả dỡ cái này đi chứ. Vâng, nếu mà xong thì mình sẽ dỡ đi. Nhưng mà bây giờ là chưa xong thì nếu mà dỡ đi cũng khó. Vâng. Bây giờ thì cứ kiếm mấy viên ngói mà sửa tạm lên để mà ở trước đã. Vâng. Lên xem nào, cái công trình mới này. Công trình mới này mai mốt thì có đá to bằng cái bát tô thì chắc cũng không lo rồi. Mà chỉ được hai cái phòng. Được hai cái phòng hết đấy là phải. Trước bảo làm được 2-3 phòng này, mỗi một lần mưa gió sấm chớp này còn được ẩn nấp. Vâng. Không chứ, thì... chứ em có nghĩ thế, bởi vì ở trên ấy thì thừa là hàng năm cũng một năm cũng ít nhất cũng phải có 2 vụ mưa đá. Nên là mới làm cái phòng như thế để sau này là cái chỗ đấy là an toàn nhất. Xong là mới tính là đổ trần để mà ấy à, anh vô nhìn điều sộ để thế chưa để các bác đó. Nhìn ở dưới lên đây là cái mặt tiền đấy, công trình ấy, nhìn hoành tráng quá. Thôi thế này thì cũng được rồi, cố gắng thế là tốt. Biết phấn đấu thế là được các bác, làm cái nhà mình ở cả đời. Mai mốt thì các con này đỡ phải lo, mai mốt các con có điều kiện này muốn làm lại như nào thì tính về sau. Bây giờ cố gắng phấn đấu thế là được rồi. Cái này kê cái đá lên thế này á? Vâng, cái này
cái đá để sau này làm mình hiên gì? Và làm cái hiên ấy. Xong cái này lại là bậc chuông à? Vâng, cái này làm mà bích. Ấy, cái gì trên đấy? Có bát thợ đang để ở trên kia thôi. Ở trên này, ở chỗ này thì sau này em tính là làm ba bậc. Ba bậc ở đấy? Ba bậc để bước lên trên kia. Ờ. Vâng. Làm thì làm phải ba bậc, không thì vâng. Làm một bậc. Cái này một bậc thì cao. Vâng, một bậc thì cao. Đấy, xong là chát vào, cái này phải chát vào mới được. Vâng. Thế là bảo thợ chát nó vào xong là mình làm ba bậc lên, xong cái hiên này láng hết cái nền xi măng vào cái hiên này. Vâng. Cho nó rộng rãi. Vâng. Cái quay ở dưới không quanh nó có gãy nhiều. Bởi vì là bảo gần nhà không có cái cây thì không mắt ấy, mà có cái cây thì cũng rất là đấy, sợ. Những cái cây to kia mai mốt được cắt nó đi. Trước anh đã bảo là làm gần cây to thì nguy hiểm lắm. Vâng. Phải tỉa cành nó đi trước, không thì cắt nó đi. Đấy, bây giờ thấy chưa? Mỗi lần thế này quá nguy hiểm. Vâng. Ở trên này thì thường là mưa to và gió lớn. Ừ, dù. Chẳng chịt như là mạng nhện thế này. Đây, vẫn để lại kia dấu vết đấy. À, hôm qua là cái ngọn này nó gãy nó bay tận đây cửa. Đây, nó bay một phần cũng bay vào trong nhà này. Sợ chưa? Vẫn còn chưa dọn đi. Đây. Nghĩa là nó cuột vào cái góc này. Vâng. Nó bay từ bên kia cơ, bên kia nó xa lắm nhưng mà gió thổi nó hấp được. Gió thổi nó hắt vâng, qua. Vâng. Đấy, còn những cái phòng này, này phòng này là đảm bảo rồi đúng không? Phòng này không có, các bác bảo là có không dám ngủ ấy. Ui, chú đi đâu hết rồi. Anh em thợ qua ngủ đây à? Vâng. Anh thợ thì không có ngủ. Đây thì không có rồi. Vâng. Nói chung là ở cái phòng này thì quá ok. Đấy. Còn cái này đây này. Cái này hôm qua là nó quật vào cái này, nó vâng. Quăng cái này xuống à? Đúng rồi. Cái này các bác thợ bảo là lấy cái búa về đập nó có khó. Nhưng mà cái này nó... Cái này nó va vào đây xong nó lại làm những cái cốt sắt này nó méo hết rồi. Méo hết thế này bây vâng. Giờ là phải dỡ ra xong mới vâng. Nắm được. Đúng không? Bây giờ phải dỡ ra hết. Cái này phải tốn bao nhiêu công vào đây rồi. Thế này. Nó cuột thế nào mà rụng xuống hết thế này được. Tài thật đấy. Nó ở trên kia cũng méo hết. Méo hết là các bác thử bảo mình làm nó mình làm bao nhiêu mới được cái này. Nhưng mà gió thổ một cái nào nó méo hết thật vậy. Nó quăng vào đấy thì nó chảy. Vâng. Nó là nguy hiểm. Thế là... Thế là hôm qua là cả đêm không ngủ à? Vâng, hôm qua cả đêm là không ngủ được. Cả nhà hú vía luôn. Vâng. Còn lúc đấy còn muốn ôm con lên trên này để chó vào trong cái phòng nhưng mà lúc đấy là không lên được. Lúc đấy đang mưa gió. Mưa gió rất là to đấy. Cơ bản là lúc đấy nó đang vào cái lúc nửa đêm của bác ạ. Vâng. Đấy, nên là nhà thì đang lúc yên giấc thì đùng cá như thế thì không kịp trở tay rồi. Đấy, hôm nay thì Xuân Thiệu cũng quay trở lại đây để chia sẻ lên những cái sự... nghĩa là thời tiết cực đoan của bác ạ, đã hôm qua đã xảy ra cái hiện tượng là mưa đá, mưa lốc đấy, gây thiệt hại cũng khá là nặng nề cho bà con ở trên này, ngô cái đổ rạp hết rồi đấy. Bây giờ là đang chuẩn bị kéo dây điện để mà đấu cho anh em thợ làm ạ. Vâng. À, đâu rồi bác cả, đâu rồi? Đâu em chú. À, bác thợ cả đâu rồi? Hôm qua hôm qua ở đây có bị mất vía chưa? Hả? À, mất chưa? Nào hóp phốc đi hóp nhiều. Bác thợ bảo là ôi hết cặn lời nói à? Cặn lời nói à? Vâng. Nên là cái này để tính hôm nào đổ đấy. Ngày kia. Ngày kia. Ờ, cái này là sắt các kiểu là xong hết rồi gì? Hôm nay xong sắt. Thế còn sửa lại cái này thì cũng khá lâu ấy. Bởi vì đặt sắt có pha mọi thứ xong cũng phải kiểm tra hết bằng lượt. Ừ, kiểm tra hết một lần mới được. Dù nhìn không có cái trần ở dưới này nhìn nó tụt hút nhìn sợ quá, nhìn ngửa cổ lên coi như là mỏi cả cổ. Như kìa là cái hố tử thân ấy. Ờ, như là cái công trình gì ấy, mình cũng chưa tưởng tượng ra được các bác ạ. Một cái và là cũng gần vào giai đoạn hoàn thiện rồi. Đấy. Đấy, mai kia anh em đổ nốt cái rằng kia là xây ấy nên là sẽ làm mái là sẽ xong. Nghe chú ơi. Alo, thôi sao tay hả? Hôm thì tôi chưa tao nói à. Thế hôm qua là có mấy người ngủ đấy? Có hai người. Qua hai người ngủ đây à? Ồ. Thôi được rồi, đi đi cắt đi đi đấu điện vào cho anh em thợ người ta làm sắt đi. Vâng. Thấy không? Cắt. Kéo nó căng lên xuống đến dưới nhà kia. Vâng.
Đấy, anh em thợ này có biết đâu không, bác cả có biết đâu không? Có. À, biết đâu thì tốt. Bật cầu dao cái nó có kêu pép pép không? Hả? Đấu thế nào là đấu, đừng có bật cầu dao cái nghe thì như tiếng sấm nổ là không ổn đâu nhá. Hả? Đấu thường xuyên chứ? Hả? Thử xem hả? Mới thử xem thôi hả? Trời, làm mày làm thật đấy, điện này nó không đùa được đâu. Điện này nó xong rồi nó không phải là để em thử lại cái đá đâu. Có nhiều có nhiều bà con bảo là có lấy cái lứa phải thử xem có điện không á. Ấy. Ông mất sợ đâu tiền lắm. À, xong cái lại như là tiếng sấm đổ ùm cái thế này đúng, đúng rồi. Cái có đấy. À, nghĩa là một bên thì không có điện, một bên có. Đúng rồi. Một bên có, một bên không có. Cái này đấu mà ra âm ra dưa phải không? Dây mát dây lửa. À, nhưng mà nhìn mặt cả lăng cũng uy tín rồi nhỉ. Có cái sờ được bằng tay, cái này không nhìn thấy nhưng sờ bằng tay thử cũng được nhỉ. À, có bao giờ lấy tay về thử điện bao giờ chưa? Chưa. Tưởng là không nhìn thấy, lấy tay về thử. Cắt nó đi cái đấy. Quả cái thang này sao lại rời ra thế này? Cái thang này hôm qua gió anh ạ. Gió rời ra đứng này hả? Rời ra những cái thang này hết. Cái này nó để đâu mà nó đổ xuống nó mới rời chứ? Cái này để trên này sao là cái cây nó quân vào đây nhá. Cây nó quật vào đấy. Vâng. Thế có cái dây ở nhà thò ra chưa? Có. Hả? Một đoạn này. Đoạn kia. Vâng. Giờ là đấu ở đấy cái là được. Vâng. Đấy, ông này bây giờ tìm về đấy. Trèo lên đấy được á. Đúng ra đúng đỉnh. Đấy, đấy. Chứ trèo lại sập cái cả xuống kìa. Thế bây giờ lôi lên cái nóc nhà kìa. Vâng. Lôi lên cái nóc nhà. Không biết có lên được không? Có đến không? Dây có đến không? Dây này ngắn quá anh ạ. Hả? Dây này ngắn. Ngắn á? À? Bác cả leo lên á? À? Vâng. Đúng đà đúng đỉnh. Chẳng thó chứ. Ấy ừ. Kéo. Kéo rắc cái rồi đấy. Thấy hiện tượng cái là nhảy xuống ngay. Ô, chỉ sợ thế đâu. Ô, không đến đâu. Ô, tôi sẽ chụp vào bé à?